Okay, so this one is the first picture. Okay, so right here, we have a few sentences like this. Vậy ví dụ như là bây giờ mình nhìn vào bức tranh này thì mình có thể nói rằng là khi tôi đi ra ngoài tôi sẽ sử dụng thẻ tín dụng. Thì chị Tâm nói như thế nào trong tiếng Anh ạ? When I go out. Yes, tôi sẽ sử dụng thẻ tín dụng. I will use a credit card. Yes, I will use a credit card. Tôi thường quên mang theo tiền mặt khi tôi đi du lịch. Thì chị Tâm nói như thế nào? I usually forget to bring cash. Yes, it is relevant. When I go on holiday, go travel. Yes, go travel. I have travel. Khi tôi hết tiền tôi sẽ tìm máy ATM, thì chị Tâm nói như thế nào? Khi tôi hết tiền tôi sẽ tìm máy ATM. When I run out of money. Yes. So I will find the ATM. Yes, the ATM machine. The ATM machine. Okay. Rồi tiếp theo, tôi sẽ rút tiền tại máy ATM. Thì chị Tâm sẽ có cái từ rút mà dành đặc biệt cho rút bài hay là rút tiền tiếng Anh, thì người ta sử dụng từ withdraw. Trước đây mình đã học. Như vậy khi tôi sẽ rút tiền tại máy ATM, chị Tâm nói như thế nào? I will withdraw at the ATM machine. The ATM machine. Tôi không biết máy ATM ở đâu, cho nên tôi sẽ gọi điện hỏi tổng đài. Thì chị Tâm nói như thế nào? Tôi không biết máy ATM ở đâu. I don't know. The ATM. Where the ATM machine is. Cái cụm câu hỏi thì cụm câu hỏi có động từ thì dùng động từ, không có động từ thì mình dùng am, is, are. Nhưng mà tại vì trong đây là câu nói nên is sẽ đứng đằng phía sau. I don't know where the ATM machine is. Tôi sẽ gọi tổng đài để hỏi về cái địa chỉ của máy ATM. Như vậy tôi sẽ gọi điện hỏi tổng đài, thì chị Tâm nói như thế nào? I will call. Tôi sẽ gọi điện tổng đài. Mình có cái tổng đài trong tiếng Anh operate. I will call the operator. Operator. Yes, tôi sẽ tổng đài để hỏi về địa chỉ của máy ATM, thì chị Tâm nói như thế nào? Để hỏi về địa chỉ của máy ATM. Hỏi trong tiếng Anh, mình sẽ có một cái hành động riêng biệt cho hành động hỏi trong tiếng Anh. Thì mình sẽ dùng từ ask. Yes. To ask. Yes,
as nó sẽ luôn luôn có âm ca ở phía sau. Yeah, hỏi về yes, ask hỏi về you cái ask gì? About yes, địa chỉ của mấy ATM. About the ATM machine address. Yes, about the ATM, about ATM machine address. Address. Yes, okay. Sau khi tôi nhận được địa chỉ của mấy ATM từ tổng đài, tôi sẽ tìm mấy ATM dựa trên địa chỉ. Thì chị Tâm nói như thế nào? Sau khi tôi nhận địa chỉ từ tổng đài, thì chị Tâm nói như thế nào? When I receive after I receive the operator. Yes, operator. Very good. Tôi sẽ tìm mấy ATM dựa trên địa chỉ đó. Thì chị Tâm nói như thế nào? I will find the ATM machine based on that address. Yes, address. Khi tôi gọi điện hỏi tổng đài, tôi nhận ra điện thoại tôi hết pin, thì chị Tâm nói như thế nào? Khi tôi gọi điện tổng đài, tôi nhận ra điện thoại tôi hết pin. When I call the operator. Yes. Yes, when I call the operator, tôi nhận ra điện thoại tôi hết pin à? I. Yes, tôi nhận ra. Mình có cái từ nhận ra trong tiếng Anh à? Nhận ra hoặc là người ta hay dịch là nhận thấy trong tiếng Anh. Yeah, mình sẽ có cái từ recognize. Yeah, recognize hoặc người ta sẽ dùng từ realize. Như vậy ở đây khi tôi gọi điện tổng đài, tôi nhận ra điện thoại của tôi hết pin thì chị đang nói như thế nào? I recognize. Tôi nhận ra điện thoại của tôi hết pin à? Điện thoại hết pin. Tôi nhận ra điện thoại của tôi hết pin à? I recognize my phone. Yes, my phone. Yes, my phone here. Hết pin. Run out. Pin. The battery. Yes, the battery. The battery. Điện thoại của tôi nhận ra điện thoại của tôi chỉ còn 5% pin. Thì trong tiếng Anh thì khi mà nói đến pin hay nói đến năng lượng thì người ta hay dùng từ chỉ còn là MSR trong tiếng Anh, rồi cộng cho cái con số, và sau con số thì mình sẽ cộng với chữ phần trăm trong tiếng Anh thì gọi là percent. Khi mà tôi nhận ra điện thoại của tôi chỉ còn 5% pin thì chị Tâm nói như thế nào? I recognize. I am. No, recognize là động từ, như vậy khi xài hành động thì để bình thường. Tôi nhận ra điện thoại của tôi trong bên này. That is. Tôi nhận ra sau that có nghĩa là nhận ra, thì sau từ nhận ra sẽ có từ that, sau từ that mới là cái câu của mình nói. Như vậy tôi nhận ra rằng điện thoại của tôi còn 5% pin thì my phone is 5% yes, 5% pin là trong tiếng Anh đọc là battery. Yes, battery. Tôi mang theo cục sạc. Tôi mang theo cục sạc di động trong tiếng Anh. Thì mình đang có cái từ được gọi là cục sạc di động, thì người ta sẽ dùng từ energizer. Đây thì mình để dễ nhớ, thì mình sẽ có một cái hình ảnh trong tiếng Anh. Đây, energizer. Okay, you can say that phone energizer.
đây gọi là cục sạc di động, okay, the phone energizer, energizer. Như vậy tôi mang theo cục sạc di động, tôi mang theo cục sạc di động thì chị Tâm nói như thế nào? I bring energizer. Yes, I bring energizer. Energizer. Okay, cho nên tôi không, cho nên tôi không cảm thấy sợ khi điện thoại của tôi hết pin. Thì chị Tâm nói như thế nào? So tôi không cảm thấy sợ. I don't care. No. I don't feel care. Right. Scared. Care. Yeah, có S ở phía sau. Ok, S ở phía trước. Care. Yeah, tôi không còn sợ hãi khi điện thoại của tôi hết pin à? Khi điện thoại của when, tôi hết. When my phone. Yeah, khi điện thoại hết pin à? Out of. When my phone is out of battery. Yes, when my phone is out of battery. Rồi tiếp theo. Khi tôi đến máy ATM, tôi sẽ kiểm tra máy ATM trước khi tôi sử dụng máy. Thì chị Tâm nói như thế nào? Khi tôi đến máy ATM, tôi sẽ kiểm tra máy ATM trước khi tôi sử dụng máy. When I come to the ATM machine. Yes. Tôi sẽ kiểm tra máy ATM trước khi tôi sử dụng máy. I will check the ATM machine. Tôi sẽ kiểm tra máy khi sử dụng. Trước khi tôi sử dụng before I use. Yes, okay. Tôi thường mang theo thẻ tín dụng khi tôi đi du lịch. Khi tôi đi du lịch nước ngoài. Thì chị Tâm nói như thế nào? Tôi thường sử dụng thẻ tín dụng khi tôi đi du lịch nước ngoài. I usually use the credit card. Yes, trước khi tôi đi du lịch. Before I go on traveling. Yeah, đi du lịch nước ngoài thì đi du lịch traveling. Go traveling to a foreign country. Khi tôi đi du lịch. Sao mình dùng chữ countries này mà mình không dùng chữ y dài? Khi chị Tâm dùng chữ y dài là chị Tâm muốn nói về một đất nước và phải cụ thể là đất nước đó là nước nước gì thì gọi là which country. Khi mà nói chuyện trong tiếng Anh thì tất cả các danh từ đều để số nhiều, tại vì đang nói về tổng quát như thế. Vậy ở đây thì chị Tâm sẽ có cách nói là khi tôi đi du lịch nước ngoài, tôi sẽ sử dụng thẻ tín dụng tại vì nó thuận tiện. Thì chị Tâm nói như thế nào? Khi tôi đi du lịch nước ngoài, tôi sẽ sử dụng thẻ tín dụng. When I go on the traveling, when I go traveling to foreign countries, tôi sẽ sử dụng thẻ tín dụng mà tại vì nó thuận tiện. I will use the credit card because it thuận tiện là thuận tiện trong tiếng Anh thì mình có học cái chữ được gọi là convenience. Nhưng mà tại vì nó it is convenience. Nếu tôi mang theo tiền mặt, tôi sẽ làm mất tiền mặt, thì chị Tâm nói như thế nào? If I bring cash. Yes, tôi sẽ làm mất tiền mặt. I will lose cash. Yes, I will lose cash. Khi tôi làm mất tiền mặt, tôi sẽ cảm thấy hoảng loạn. Nhưng mà mình có học cái cảm xúc hoảng loạn là panic. Khi tôi làm mất tiền mặt, tôi sẽ cảm thấy hoảng loạn. Thì chị Tâm rap như thế nào? When I
When I close class, I will feel panic. Yes, okay. Rồi tiếp theo, khi tôi cảm thấy hoảng loạn, tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của tôi. Thì chị nói như thế nào? I will feel panic. When I feel panic. Tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của tôi. Tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc. I won't. Kiềm chế. Control. Yeah, tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của tôi. My feelings. Sau khi tôi tìm được mấy ATM, tôi sẽ bỏ thẻ vào trong mấy ATM. Thì chị Tâm nói như thế nào? Sau khi tôi tìm được mấy ATM, tôi sẽ bỏ thẻ vào trong mấy ATM. After I find the ATM machines. Yes. Tôi sẽ bỏ thẻ vào trong mấy ATM. I will bỏ vào trong mấy ATM, bỏ vào bạc thẻ vào trong mấy ATM. Book. I will put the credit card vào trong mấy ATM in the ATM machine, into the ATM machine. Yes, trước khi tôi bỏ thẻ vào trong cái ATM, tôi phải lấy ví của tôi từ túi quần. Thì ở đây có cái từ túi quần, túi áo, thì mình sẽ dùng một chữ trong tiếng Anh là chữ gì chị Tâm còn nhớ không? Ở đây pen. Pocket. Yeah. Ví nhỏ của đàn ông thì người ta sẽ dùng wallet. Yes, wallet. Còn ví của nữ thì người ta sẽ dùng từ purse trong tiếng Anh. Purse. Như vậy ở đây, trước khi tôi bỏ thẻ vào trong cái ATM, tôi sẽ lấy ví từ trong túi của tôi ra. Thì tao nói thế nào? Tôi sẽ lấy ví từ trong túi của tôi. Trước khi tôi bỏ thẻ vào trong cái ATM. Before I put the credit card into the ATM machine. Yes, into the ATM machine. Tôi sẽ lấy ví từ trong túi quần ra. Thì chị Tâm nói như thế nào? Tôi sẽ lấy ví từ trong túi quần ra. I will. I will take wallet. The wallet. Yes, the wallet từ trong túi quần ra. On our pocket. The pocket. Yes, out of the pocket. Rồi. Ở đây thì sau khi tôi lấy túi từ trong túi quần ra, tôi mở túi ra và lấy thẻ tín dụng. Thì chị Tâm nói như thế nào? Sau khi tôi lấy túi từ trong túi quần ra, sau khi tôi lấy ví từ trong túi quần ra. Sau khi tôi lấy ví từ trong túi quần ra. I take the wallet out of the pocket. Yes, tôi sẽ lấy thẻ tín dụng từ trong ví ra. I will take the credit card. Yes, okay. I will take the credit card từ trong ví ở ra. On on
into the, out of the wallet. Out of the wallet. Rồi tiếp theo, tôi đang xài ví phụ nữ, cho nên tôi sẽ kiểm tra và tìm thẻ tín dụng ở trong ví của tôi. Thì chị Tâm nói như thế nào? Ví phụ nữ thì nó có từ purse. Tôi đang xài ví phụ nữ. I am using. Yes. Tôi đang xài ví phụ nữ. I am using the purse. The purse. The purse. Yes, okay. Cho nên tôi sẽ tìm thẻ tín dụng ở trong ví phụ nữ của tôi. Thì chị Tâm nói như thế nào? Cho nên tôi sẽ tìm thẻ tín dụng của tôi. So I will find the credit card. Into the purse. Yeah, in the purse. In the purse. Yes. Sau khi tôi tìm thấy thẻ tín dụng ở trong ví của tôi sẽ lấy thẻ tín dụng ra. Thì chị Tâm nói như thế nào? Sau khi tôi tìm thấy thẻ tín dụng ở trong ví của tôi. After I find the credit card. Ở trong ví của tôi. In the ATM. In my pocket. Tôi sẽ lấy thẻ tín dụng ra. Tôi sẽ lấy thẻ tín dụng ra từ ví của tôi. I take the credit card. Out of the purse. Sau khi tôi bỏ thẻ tín dụng vào trong máy ATM, tôi sẽ chú ý vào màn hình của máy ATM. Thì chị nói như thế nào? Sau khi tôi bỏ thẻ tín dụng vào trong máy ATM, tôi sẽ chú ý màn hình của máy ATM. Sau khi tôi bỏ thẻ tín dụng vào trong máy ATM. Tôi bỏ thẻ tín the credit card. Yes, vào trong máy ATM. In the ATM machine, into the ATM machine. Yes, into the ATM machine. Tôi sẽ đợi màn hình tôi sẽ chú ý màn hình máy ATM. I will not notice. Bring the ATM machine. ATM. Khi tôi nhìn vào màn hình của máy ATM, tôi sẽ nhập mật khẩu của tôi vào máy ATM. Chị nói như thế nào? Khi tôi nhìn vào máy ATM, tôi sẽ nhập mật khẩu của tôi vào máy ATM. When I look at the screen of the ATM machine. I will nhập password. Tôi sẽ nhập mật khẩu vào máy ATM. Input password in the ATM machines. In the ATM machines, okay.
Ok, tôi sử dụng ngón tay để nhập mật khẩu vào máy ATM. Thì chị Tâm nói như thế nào? I use the hand. No. Ngón tay. My finger. Yes. Tôi sử dụng ngón tay để nhập mật khẩu vào máy ATM. To input the password in the ATM machine. Into the ATM machine. Machines. Rồi ở đây. Đây thì lúc đầu mình nói là sau khi tôi nhập mật khẩu vào máy ATM, tôi sẽ thấy màn hình, chính của hệ thống. Thì chị Tâm nói như thế nào? Sau khi tôi nhập mật khẩu vào máy ATM. After I input the password in the ATM machine. Yes, tôi sẽ thấy màn hình chính của máy ATM. I will look. No. Ở đây thì look at có nghĩa là nhìn lại. Còn nếu mà mình nói về cái cảm nhận mà thấy, thì mình sẽ dùng từ see. Còn nếu mà nói về từ look thôi, nó có nghĩa là ra lệnh, nhìn kia. Như vậy ở đây, tôi sẽ thấy màn hình chính của máy ATM machine. Máy ATM thì chỉ nói thế nào? I will see the screen. Nhưng màn hình chính là the main screen of the account. Yeah, của hệ thống là gì ạ? System. Yes, very good. Of the system. Rồi, như vậy ở đây. Oh, sorry. Cái gì? Khi tôi thấy màn hình chính của hệ thống, tôi sẽ chọn chức năng phù hợp. Thì chị Tâm nói như thế nào? Khi tôi thấy màn hình chính của hệ thống, I will see the main screen of the system. Nhìn, tôi sẽ lựa chọn chức năng phù hợp. I will option. Mình sẽ có từ lựa chọn, có nghĩa là mình lựa rồi. Và cuối cùng mình đi đến cái từ chọn luôn. Vừa lựa và chọn luôn. Thì chúng ta sẽ dùng từ choose. Or select. Trong tiếng Anh thì mình có học từ là function. Phù hợp thì chị Tâm đã học được cái từ là trong cuộc sống là từ suitable. Yeah. Như vậy ở đây tôi sẽ chọn chức năng phù hợp. I choose the suitable function. I will choose the suitable function. Rồi tiếp theo, tôi sẽ chọn chức năng rút tiền. Thì mình sẽ có cái từ là chức năng rút tiền cho cái này. Rút tiền thì người ta sẽ dùng từ money là tiền. Rút mà là danh từ withdrawal. Chức năng là function. Withdrawal. Như vậy khi tôi thấy màn hình chính, khi tôi nhìn vào màn hình chính của hệ thống, tôi sẽ chọn chức năng rút tiền. Thì chị Đông nói như thế nào? When I see the main screen of the system, I will choose money withdrawal function. Withdraw function. Okay. Rồi sau khi tôi chọn chức năng rút tiền, tôi sẽ nhập số tiền mà tôi cần rút. Mình đang có cái từ mà đại diện cho vật hoặc là sự vật thì người ta sẽ dùng từ that hoặc là từ which. Từ mà trước đây mình học là đại diện cho con người thì mình sẽ dùng từ that hoặc là who trong tiếng Anh. Như vậy sau khi tôi chọn chức năng
rút tiền, tôi sẽ nhập số tiền mà tôi cần rút. Chị Tâm nói như thế nào? After I chose money withdrawal function. Tôi sẽ chọn tôi sẽ nhập số tiền mà tôi cần rút ạ. I will input money, the số tiền amount. Yes, very good. Okay. The amount of money. Amount of money mà tôi cần rút ạ. I need to I need to money with cần rút ạ. Mà tôi cần rút ạ. Mà là that rồi. Tôi cần rút là gì? Y chang tiếng Việt vậy ạ. Mà tôi có hành động. Mà tôi cần rút. Rút là lấy á đúng. Dạ đúng rồi. Withdraw. Rút cho tiền là mình sẽ withdraw. Sau khi tôi chọn số tiền mà tôi cần rút. Sau khi tôi chọn số tiền mà tôi cần rút, tôi sẽ thấy thông tin xác nhận ở trên màn hình chính. Thì mình đang có cái từ được gọi là thông tin xác nhận. Và thông tin xác nhận là tất cả là danh từ trong tiếng Anh. Thì ở đây mình sẽ có danh từ là xác nhận là confirmation. Còn mà xác nhận mà là hành động trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng động từ là confirm trong tiếng Anh. Như vậy sau khi tôi nhập số tiền mà tôi cần rút, tôi sẽ thấy thông tin xác nhận trên màn hình chứng kiến. Thì chị Tâm nói như thế nào? I chose money withdrawal function. Yes, after I chose money withdrawal function. Sau khi tôi chọn số tiền mà tôi cần rút thì chị Tâm nói như thế nào? Sau khi tôi chọn số tiền, I chose the amount of money mà tôi cần rút ạ. That I need to withdraw. That I need to withdraw. Nếu mà có cái ở phía sau là withdraw. After I choose the amount of money that I need to withdraw, okay, tôi sẽ thấy thông tin xác nhận ở trên màn hình chính diện. Để chị Tâm nói như thế nào? I will see the information confirmation. Yeah, ở trên màn hình. On the main screen. Yes, on the main screen. Rồi sau khi tôi thấy thông tin xuất hiện ở trên màn hình chính diện, tôi sẽ dùng ngón tay nhấn nút enter. Như vậy mình nói như thế nào mà sau khi tôi thấy thông tin xác nhận ở trên màn hình chính diện, tôi sẽ dùng ngón tay nhấn nút enter. Nhấn là hành động, chị Tâm đã học được rồi. Press. Còn nút là tất cả các loại nút, nút áo hay nút gì người ta cũng dùng từ một từ là button. Press button. Như vậy sau khi tôi thấy thông tin xác nhận ở trên màn hình chính diện, tôi sẽ dùng ngón tay nhấn nút enter. Đọc nó như thế nào? Sau khi tôi nhìn thấy thông tin xác nhận ở trên màn hình. I see the information confirmation on the main screen. On the main screen. Tôi sẽ dùng ngón tay nhấn nút enter. I will the finger. Yes, tôi sẽ dùng ngón tay là gì? I will use
I will use the finger. Finger. Yes, okay. Nhấn nút input it to input. No, no, nhấn nút to press the button enter. Yes, okay. Nút là enter. The enter button. Yes, button. Button. Rồi, như vậy ở đây, sau khi tôi nhấn nút enter, tôi đã xác nhận số tiền mà tôi cần rút. Như vậy chị Tâm có cái từ để gọi là đã. Còn mình quên cái động từ ở quá khứ đi, thì mình không cần nhớ đến cục 1, cục 2, cục 3 nữa. Thì mình có hát cái từ đã. Ready. Cộng cho action. Như vậy sau khi tôi nhấn nút enter, tôi đã xác nhận số tiền mà tôi cần rút. Thì chị Tâm nói như thế nào? After I press the enter button. I already confirm the amount money mà tôi cần rút. So that I need to withdraw. Yes, that I need to withdraw. Yes, sau khi tôi nhấn nút enter, tôi sẽ đợi máy ATM đưa tiền cho tôi. Như vậy nếu mà dùng từ đưa mà dùng cho máy móc hoặc là dùng cho những cái cỗ máy trong nhà máy thì chị Tâm sẽ có cái từ được gọi là output, có nghĩa là nó xuất ra. Input là nhập vào, output là xuất ra. Như vậy ở đây sau khi tôi nhấn nút enter, tôi sẽ đợi máy ATM xuất tiền ra. Thì chị Tâm nói như thế nào? Đợi. Wait for. Cái gì đó, to làm cái gì đó. Như vậy sau khi tôi nhấn nút enter, tôi sẽ đợi máy ATM xuất tiền ra. Thì chị Tâm nói như thế nào? After I press the enter button. I will wait for. Yeah, tôi sẽ đợi mấy ATM xuất tiền ra. Wait for the ATM machine. Yeah, xuất tiền ra. To output the money. Yes, to output the money. Khi mấy ATM xuất tiền, tôi sẽ nghe tiếng động từ máy. Thì tiếng động hoặc là âm thanh thì chị Tâm sẽ có một từ trong tiếng Anh là sound. Yeah, sound. Yeah, khi mấy ATM xuất tiền, tôi sẽ nghe tiếng động từ máy. Thì chị Tâm nói như thế nào? When the ATM machine, output the money. Yes, tôi sẽ nghe tiếng động từ máy. I will shout. Yeah, tôi sẽ nghe thấy tiếng động từ máy. Mình nghe thấy và cái khả năng của mình, chứ không phải là mình tập trung nghe giống như là một bộ phim, một bản nhạc. Thì nghe thấy, mà mình đang nói về cái khả năng nghe, cái khả năng nghe được. Thì chị Tâm sẽ dùng từ I will hear the sound from the ATM machine. Yes, I will hear the sound from the ATM machine. Sau khi tôi nghe thấy tiếng động từ máy, tôi sẽ đợi một chút xíu. Thì ở đây mình đang có cái từ là một chút xíu trong tiếng Anh.
Một vài giây. Như vậy sau khi tôi nghe tiếng động từ máy, tôi sẽ đợi một chút xíu. Thì chị Tâm nói như thế nào? When I Sau khi ạ. Sau khi tôi nghe tiếng sau động từ khi máy. after 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 I No, will sau khi là nó giống như một cái vế được gọi là mình giả sử cái điều kiện ở hiện tại và sau đó là cái kết quả ở tương lai gần. Như vậy after là chị Tâm cứ rap với lại câu hiện tại rồi sau đó chị Tâm rap theo cái của Will là hai câu. Sau khi tôi nghe tiếng động từ máy, tôi sẽ đợi một chút xíu thì chị Tâm nói như thế nào? After I hear the sounds Từ máy ạ. from the ATM machine. Yes, tôi sẽ đợi một chút xíu. I will wait for a few seconds. Yes, I will wait for a few seconds. Sau khi tôi đợi một chút xíu, máy sẽ xuất tiền ra ngay lập tức. Thì chị Tâm nhớ đến cái từ ngay lập tức mà mình đã học là từ immediately. Yes, immediately. Như vậy sau khi tôi đợi một chút xíu, máy sẽ xuất ngay lập tức. Thì chị Tâm nói như thế nào? Sau khi tôi After I wait for a few seconds, yes, máy sẽ xuất tiền ngay lập tức. The ATM machine will output the money. Yes, I'll put the money. Very good. The money. Yes, the money in many. Yes, immediately. 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 Yes, immediately. Immediately. Yes, khi máy xuất tiền, tôi sẽ sử dụng tay trái để lấy tiền từ máy. Thì chị Tâm nói như thế nào? Khi máy xuất tiền, tôi sẽ sử dụng tay trái để lấy tiền từ máy. When the ATM machines output the money. Tôi sẽ sử dụng tay trái để lấy tiền từ máy ạ. I will use tay trái. Yes, tay trái là the left hand để lấy tiền từ máy ạ. To input. No, lấy tiền từ máy ạ. Lấy tiền từ máy là lấy check, to check from nhà lấy tiền to check money to check the money from the ATM machine. Yes, from the ATM machine. Sau khi tôi lấy tiền từ máy, tôi sẽ đợi và lấy thẻ từ máy. Thì chị Tâm nói như thế nào? Sau khi tôi lấy tiền từ máy, tôi sẽ đợi và lấy thẻ từ máy. After I take the money from the ATM machine. Yes, from the ATM machine. Tôi sẽ đợi và lấy thẻ từ máy ạ. I will wait and đợi và lấy lấy thẻ từ máy ạ. Lấy thẻ từ máy ạ. Lấy and check the credit card. Yes, từ máy ạ. From the ATM machine. That's very good. Okay, let's see. Đây là. Okay, you have 38 sentences. Very good, Mr. Okay, so right here, sau khi Miss Tâm học thì Miss Tâm có thời gian rảnh thì hãy ghi những câu này vào vở và dịch ra tiếng Việt để mình nhớ lại cái mặt chữ đó để mình không có quên được. Okay, thank you so much, Miss Tâm. See you tomorrow, Miss Tâm. See you.
Yeah, bye-bye, Mr. See you. Yeah.